Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay Tạ Phong Tần xin giới thiệu với quý khán giả một tác giả khác và một tác phẩm khác. Đó là Cố Nhà Văn Hồ Biểu Chánh. Ông Hồ Biểu Chánh sinh năm 1884, tên thật là Hồ Văn Trung, tự biểu chánh hiệu thứ tiên là một nhà văn tiên phong của miền Nam Việt Nam từ đầu thế kỷ 20. Ông là một viên chức dưới thời pháp thuộc và làm quan đến chức đốc phủ sứ. Ông có chín người con, năm trai và bốn gái. Con trưởng là Hồ Văn Kỳ Trân là một nhà báo và dân biểu thời Việt Nam Cộng Hòa người con thứ hai thứ bảy là đại tá hồ văn di hinh nguyên là thị trưởng đà lạt và cháu đích tôn của ông là hồ văn kỳ thoại phó đề đốc hải quân của quân lực việt nam cộng hòa quê quán ông tại làng bình thành tỉnh gò công nay thuộc ấp thành nhất xã bình xuân thị xã gò công tỉnh tiền giang Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, thổi nhỏ, học chữ nho, sau đó chuyển qua học quốc ngữ, rồi vào trường trung học ở Mỹ Tho và Sài Gòn. Năm 1905, sau khi đậu thành chung, ông thi vào ngạch ký lục của Soái phủ Nam Kỳ, làm ký lục thông ngôn, thăng dần đến đốc phủ xứ và từng giữ chức chủ quận ở nhiều nơi ông vốn có tiếng thanh liêm yêu dân thương người nghèo khổ tháng 8 năm 1941 sau khi về hưu được pháp mời làm cố vấn với danh hiệu nghị viên hội đồng liên bang đông dương và phó đốc lý thành phố sài gòn đồng thời làm giám đốc những tờ báo tuyên truyền cho chủ nghĩa pháp việt sau khi tái chiếm nam bộ năm 1946 cộng hòa tự trị nam kỳ được thành lập Ông được mời làm cố vấn cho chính phủ Nguyễn Văn Thinh, nhưng chỉ được mấy tháng khi chính phủ Nguyễn Văn Thinh sụp đổ, ông lui về ở ẩn và dành trọn những năm tháng còn lại cho sự nghiệp văn chương. Ông mất ngày 4 tháng 9 năm 1958 tại Phú nhuận Gia Định, thọ 73 tuổi. Lăng mộ ông hiện nay được đặt ở đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vắc tiểu thuyết của ông thuộc về thời kỳ đầu của văn học chữ quốc ngữ cốt truyện đơn giản triết lý chủ đạo là ở hiền gặp lành gợi mở cho người ta sống có tình nghĩa có đạo đức bây giờ chúng ta đọc tiểu thuyết của ông sẽ chúng ta sẽ thấy có những điều nếu mình so với cái thời kỳ hiện nay cái xã hội hiện nay thì mình thấy nó có nhiều cái nó rất là buồn cười thậm chí là nó kỳ dị nữa nhưng mà đó đây cũng là một phần lịch sử nam kỳ qua wow, ngoài bút của cố nhà văn hồ biểu chánh qua wow, cái đọc truyện của ông để mà chúng ta uh, là, là có thể tìm hiểu để biết rằng ở cái người miền nam kỳ cái thời đầu đầu thế kỷ 19, à, đầu thế kỷ 20 à, đã sinh sống như thế nào, cái đất lề quê thoái ra làm sao, cái phong tục tập quán cái cư xử như thế rồi cái ngôn ngữ của họ sử dụng cái thời ấy nó như thế nào và nó so với cái thời hiện nay của mình nó là giống nhau chỗ nào và khác xa chỗ nào nó cũng giống như là mình làm một cái cuộc ở là khảo cứu về lịch sử Nam Kỳ xưa đặc biệt là lịch sử của năm Sài Gòn đầu thế kỷ 20 có những cái bây giờ chúng ta vẫn giữ coi như đó là một cái mỹ tục tốt đẹp của người Nam Kỳ nhưng mà có những cái nó không có còn phù hợp với cái thời đại mới bây giờ ví dụ như là vấn đề vợ lẽ vợ vợ cả hay là um, tranh chấp về vấn đề mà uh, ruộng nương tài sản rồi um, học hành rồi đó thì có những cái nó không có còn um, phù hợp với thời bây giờ nhưng mà đọc học cái nào đọc cái này mà chúng ta có thể thấy rằng hồi ngay từ đầu thế kỷ 10, 20 mặc dầu miền đất Nam Kỳ là mới được khai phá mới được thành lập và cũng vào cái thời điểm đó thì cái dân dân Việt Nam mình á à, một người biết chữ Nho bảy người biết chữ Quốc ngữ mà ở là 75 người còn 100 người đi thì một người biết chữ nho bảy người biết chữ quốc ngữ rồi cái số phần lớn cái số dân còn lại thì lại là không biết chữ thành ra là có thể nói những cái tác phẩm của ông nó một phần nào nó giúp cho cái lòng hai do cái lòng ham học chữ quốc ngữ của người nam, dân nam kỳ nó phát triển và mở mang thêm và bây giờ xin mời quý vị nghe chương một truyện ngọn cỏ gió đùa của cố nhà văn hồ biểu chánh năm mậu thìn mùa tám trăm tám nhằm gia long thất niên tại huyện Tân Hòa, bây giờ là tỉnh Gò Công, trời hạn luôn trong hai tháng, là tháng 7 với tháng 8, không nhiễu một giọt mưa, lúa sớm gần trổ, mà bị ruộng khô nên nó không nở đồng đồng, lúa mùa vừa mới cấy mà bị đất nẻ nên cọng teo lá úa cái cánh đồng từ sạch lá tới bến lội là vú sữa của nhân dân trong huyện Tân Hòa, năm nào cũng nhờ đó mà nhà nhà đều được no cơm, ấm áo. Ngặt gì nổi năm nay cả đồng khô héo làm cho dân cả huyện trong thấy đều buồn bực thở than tại vòng tre có nhà bà Trần Thị bần cùng đói sách. Thở nay trời cho trúng mùa mà nhà bà cũng không được vui. Huống chi năm nay mất mùa thiên hạ nhịn đói thì nhà bà càng thảm khổ hơn nữa. Bà Trần Thị đã 65 tuổi rồi. Bà quá chồng mà con trai lớn của bà là Lê Văn Đây cũng bất hạnh quốc năm trước để lại cho bà một nàng dâu là thị huyền với bảy đứa cháu nội đứa nhỏ hơn hết thì còn bú đứa lớn hơn hết thì chưa quá mười hai tuổi bà già yếu từ đầu năm chí cuối năm thường oi ọp hoài còn thị huyền thì bị sắp con thơ đứa dắt đứa bồng nên nó có đi làm thì cũng đi hái rau bắt ốc một giây một lát mà thôi chứ không có đi làm mướn làm thuê tối ngày cho được Tuy vậy mà bà Trần Thị nhờ có thằng con nhỏ tên là Lê Văn Đó, tuổi vừa mới 20, vóc vạc cao lớn, sức lực mạnh mẽ hơn người, tánh nó thì chân chất thiệt thà, trí nó chậm lục u ám xong mà nó hết lòng lo làm cho mà nuôi mẹ già nuôi chị dâu nuôi cháu dạy. khi lê văn đó mới được 12 tuổi thì cha mẹ đem cho ở đỡ chăn trâu cho nhà giàu hễ trời gần sáng thì lê văn đó đuổi trâu ra đồng rồi khi thì nằm dưới tàn cây lớn lúc thì ngồi trên lưng trâu cò dầm mưa gian nắng tối ngày bữa nào cũng như bữa nấy trời chặn vạn tối rồi mới về nhà chủ được có lẽ Lê Văn đó nhờ ở ngoài đồng Luôn luôn hấp thụ thanh khí Nên sức lực mạnh mẽ khác thường Nhiều khi trâu chạy, nó nắm đuôi mà kéo Trâu phải đứng lại, chứ không chạy nổi Mà có lẽ cũng tại Lê Văn đó Ở ngoài đồng luôn luôn gần gũi với trâu bò Bạn bè cùng cây cỏ Nên trí tuệ không có phát triển được Không biết lễ nghĩa Mà cũng không thông thấy sự chi hết Lê Văn đó ở đợ gần 8 năm đến là năm ngoái anh cả là Lê Văn đây chết rồi mẹ mới đem về để giúp đỡ trong nhà và cho làm mướn làm thuê mà nuôi sắp cháu hồi đầu mùa mưa thủy huyền xới đất trồng khoai vung trị vòng tỉa bắp chung quanh nhà Còn Lê Văn đó thì đi cày mướn lấy tiền đổi gạo đem về nuôi mẹ và nuôi sắp cháu Hết cài rồi thì tới cấy Thì Lê Văn đó lại đi nhổ mạ đắp bờ Làm cực nhọc tối ngày Tuy tiền công không được bao nhiêu Xong mẹ với chị dâu tiện tặng Người xúc tôm bắt cá Người đào củ hái rau Khi ít thì để ăn Khi nhiều thì đem bán nên trong nhà dầu không dư ăn dư để chớ cũng không đến nỗi hụt thiếu bữa nào đến tháng 9 tháng 10 ngoài đồng chẳng còn công việc gì làm nữa mà trời hạn thất mùa lúa cao gạo kém các nông gia đều ngồi khoanh tay nhau nháo nên cũng không ai mướn làm việc gì trong nhà trong huyện Tân Hóa lúa cũ đã ăn hết rồi còn lúa mới thì không có mà ăn tiếp các nhà nghèo thảy đều khốn đốn nên có nhiều người phải bỏ nhà dắt vợ con qua xứ khác kiếm ăn lê văn đó ngày nào cũng vậy hễ sớm mai thức dậy thì đi từ xóm này qua xóm nọ kiếm chỗ làm mướn rặn lấy gạo đem về cho mẹ với sách cháu ăn mà đi năm uh, ba ngày mới có người ta mướn làm một ngày lại uh, ngày nào làm được uh, thì họ hường công tức là trả công bằng một cái vùa gạo một nửa sọ dừa dùng đông gạo không đủ nấu cháo cho già quyến hút mà mỗi người một chén có đâu tới uh, nấu cơm chia cho nhau ăn cho được nó lúc ban đầu trong nhà còn khoai còn bắp Thế bữa nào Lê Văn đó kiếm gạo không được thì Thị Huyền nấu khoai hoặc bắp rồi chia cho sách con mỗi đứa con một củ khoai hoặc đôi vào muỗng bắp mà ăn đỡ sắp nhỏ ăn không no đến tối lê văn đó đi làm về chị dâu lấy tổ bắp nấu để dành cho mà đưa cho lê văn đó ăn thì sắp nhỏ bu lại đứng ngó lom lom đứa xin cho một vài hộp thị huyền rầy con biểu để cho chú ăn no đặng ngày sau có sức đi làm kiếm gạo sắp nhỏ sợ mẹ nên gian ra xong bụng đói quá nên mặt buồn so lê văn đó thấy vậy thương xót không đành ngồi ăn một mình dây qua bên này đút cho đứa này một muỗng trở qua bên kia đút cho đứa khác một muỗng nữa đút gần hết tổ té ra cũng không còn đủ cho nó ăn no được chẳng bao lâu khoai vắt trong nhà ăn đã hết sạch bữa nào không ai mướn lê văn đó làm thì cả nhà đều phải luộc rau luộc cỏ mà ăn đỡ chứ không có cháo mà ăn sắp nhỏ nhịn đói mặt mày vàng vẻo còn trần thị đã già yếu rồi mà trót mấy tháng nay bà lại chịu cơ hàng nữa nên bà nhuốm bệnh nằm thiêm thiếp không dậy nổi một bữa nọ lê văn đó đi tối một ngày mà không có ai mướn làm việc chi hết lúc trời chạm vạng tối nó trở về nhà hai chân mỏi rụng bụng đói xíp ve lỗ tai lùng bùng cặp mắt choáng váng chừng tới gần nhà nó dừng chân lại gục đầu ngó xuống đất một hồi rồi chậm rãi từ bước từ bước dường như nhút nhát không muốn trở về nhà nó bước vô tới đám bố trầm trước cửa thì thấy trong nhà không có đèn đuốc chi hết mà may nhờ có bóng trăng giỏi nên tuy không đèn nhưng sáng lờ mờ nó lén đi vòng qua phía tay mặt rồi vạch vách lá mà dòm vô nhà thị huyền đương bồng đứa con út cho bú bỏ ba đứa nhỏ chạy chung quanh một đứa nằm trên võng một đứa vịnh vai thị huyền còn một đứa ngồi bên cửa khóc và nói rằng Nói bụng quá Lấy gì ăn giờ má Thị Quyền đáp rằng Nín đi đừng khóc nữa con Đợi chút nữa chú con về Đem gạo về Mẹ nấu cơm cho ăn Ba đứa lớn nằm co trên ván Phía bên này lặng thinh ngủ Chừng nghe Thị Quyền nói như vậy Một đứa góc đầu hỏi rằng Chừng nào chú con về má Thị Quyền đáp rằng một chút nữa chú con về đứa lớn hơn hết là lại khóc mà nói rằng hôm qua chú về không có đem gạo về sợ bữa nay cũng không có nữa tên đó đứng ngoài nghe như vậy rồi lại thấy thị quyền lấy vạt áo lau nước mắt nó đi vòng vô phía trong khi đi ngang qua chỗ chổng mẹ nó nằm thì nó lại nghe bà trần thị rên hù hù lê văn đó thấy tình cảnh thê thảm giường ấy thì téo gan héo ruột nên lắc đầu thở dài rồi lật đật bước riết ra đường dường như nó không muốn thấy hình tạnh ấy nữa ra tới đường rồi nó lầm lũi đi tới hoài nếu lúc ấy ai mà cắt cớ hỏi nó đi đâu thì chắc nó không biết đi đâu mà nói mai nó đi mà không gặp ai hết lối nửa canh một nó tới một cái xóm đông không biết đó là xóm nào mấy nhà trong xóm đều ngủ hết duy ở giữa xóm có một cái nhà lớn tre trồng bao chung quanh trong nhà đèn đốt sáng lòa khách khứa đông đầy dãy ăn uống vui cười in ỏi lê văn đó thấy nhà giàu cơm ăn không hết lại mời khách ra mà đãi thăm tới ban đêm rồi nhớ tới nhà mình nghèo khổ đèn không dầu nên tối mò mẹ đau thì không có thuốc nằm chờ ngày chết sắp cháu đói bụng rên khóc vang vầy thì tức tuổi trong lòng quyết bước vô mà cậy chủ nhà giàu này một vài giả lúa đem về cho gia quyến ăn đợi năm tới thuận mùa rồi làm mà trả lại. Nhà này là nhà của ông bá Hổ cao ở vòng nâu. Bữa ấy là bữa ông nhóm họ đặng cưới vợ cho con. Nên mới dọn cổ bàn. Mà đãi đằng thân bằng quyến thích. Lê Văn Đó ở ngoài xăm xăm đi vô Đứng ngay cửa cái mà ngó Khách ở trong nhà mắc ăn thịt uống rượu mắt nói mắc cười Không ai để ý tới ngoài sân Nên không có ai thấy nó Cách ra một hồi lâu Ông bá hộ dòm ra Thấy có người lạ đứng trước cửa bèn sai gia dịch đa hỏi coi đi đâu lê văn đó thở nay không từng nói chuyện với ai mà cũng không có hiểu lễ phép chi hết nên nghe người ta hỏi đi đâu không có lấy lời dịu ngọt thê thảm mà động lòng nhân từ của người lại nói sẵn sớm rằng nhà tôi nghèo quá tôi đi làm mướn mà không có ai chịu mướn tôi làm á bây giờ nào là mẹ nào là chị nào là sắp nhỏ của tôi sắp chết đói hết thảy tôi đi đến đây thấy nhà này giàu có nên tôi ghé lại mượn một ít giả lúa về ăn đỡ sắp gia dịch nghe rồi trở vô nhà nói làm sao nói với ông bá hộ không biết mà khách trong nhà cười rộ rồi ông bá hộ sai người ra đuổi lê văn đó biểu phải đi ra khỏi cửa cho bao lê văn đó không chịu đi cứ đứng ngó vô trong nhà và nói lầm bầm rằng đi đâu bây giờ mà biểu người ta đi mẹ người ta sắp cháu sắp đói gần chết ta về đây bây giờ lấy gì mà cho ăn sắp uh, gia dịch thấy nó không chịu đi mới sát lại là xô đẩy lê văn đó trì lại sức lê văn đó mạnh quá chúng nó xô không có nổi nên là chúng nó giận bèn xịt chó ra cắn trong nhà có một bầy chó năm sáu con hùa nhau chạy tuôn ra rồi vây chung quanh tên đó mà sủa ôm sòm có một con chó nhự dữ nhảy sốc vô cắn chân tên đó bị tên đó đá cho một đá té lăn cù bầy chó sợ đạp lên nhau chạy gian ra rồi lại áp vô sủa nữa ở trong nhà chủ và khách ta ông tiếng nói ôm sòm tên đó không hiểu là họ rầy ai phần bị bầy chó làm dữ quá sợ một mình cự không nổi nên thủng thẳng sụp lùi mà đi ra tên đó đã ra khỏi vuông tre của ông bá hộ rồi mà bầy chó cũng đứng trước cửa ngõ sủa theo lê văn đó không biết đi đâu cứ gục mặt xuống đất thủng thẳng đi dọc theo bờ tre đi được vài chục bước tên đó nghe dưới ống chân rác rác mới cúi xuống mà coi nhờ bóng trăng dọi sáng nên nó thấy máu chảy rồng rồng mới hay mình bị chó cắn tên đó đi lại bụi tre lấy một nắm lá tre khô chùi máu rồi ngồi bẹp xuống đất khoanh tay thở ra bụng đói quá nên trời mát mà tráng đổ mồ hôi ướt rượt cặp mắt đổ hào quang hai màn tan mạnh nhảy sôi sói những người từng biết nhân tình ấm lạnh những người từng trải thế đạo tỳ khưu ai gặp cảnh thê thảm như vậy chắc sao cũng oán hận vận trời hoặc trách nhà giàu sang không thương xót kẻ nghèo hèn hoặc thảm phận cơ hàng mà đau lòng rơi lụy Lê Văn đó có sức mạnh chứ không có trí sáng từ nhỏ tới lớn biết cực mà thôi chứ không có biết sướng nên tưởng phận mình thì phải chịu cực phải nhịn đói bởi vậy nó gặp cảnh như vậy mà không biết giận lại cũng không biết buồn nó ngồi đây là vì bụng đói chân mỏi nên mới ngồi chứ không phải ngồi mà suy nghĩ cái việc chi hay là ngồi mà tính kế chi đặng kiếm gạo đem về nuôi mẹ với sắp cháu vừng trăng tỏ treo giữa trời vàng vặt ngọn gió vàng lá tre rũ phất phơ rục rịch bên chân con rắn mối bò đi dẫn trăng chút chút trong vườn tiếng chim cúc than phiền đêm lạnh lẽo cuộc đời đắng cay giường ấy cảnh trời thanh lịch giường ấy mà lê văn đó ngồi trơ trơ như một cục đá hay là một khúc cây vậy không buồn không vui không lo không cảm chi hết đó cách một hồi lâu nó nghe có tiếng người nói chuyện ở trong vườn ông bá hộ nó mới dây lại dòm vô thì thấy có một đứa con gái đang ngồi giữa bếp lửa đúc rơm khô vô mà chụm lại có một bà già đương chống nạnh gần đó coi chừng lúc vào tên đó dòm vô thì nó nghe bà già nói như vậy Chảo heo cạn rồi thì dục lửa để đó mà đi làm việc khác. Chứ mày ngồi đó mà giữ hay sao? vô phụ rửa chén với người ta để đó khuya cháu nguội rồi sẽ chắc vô bà già nói vừa dứt lời rồi bỏ đi vô nhà bếp đứa con gái dục lửa và đẩy trả cháo rồi cũng bỏ đi mất thằng lê văn đó đứng ngoài bờ tre dòm vô thấy nhà lớn của ông bá hộ phía bên kia đèn còn đốt sáng trưng khách thì còn nhộn nhàng đứng ăn uống vui cười trong nhà bếp ở phía bên này thì sắp gia dịch đang qua lại lăng xăng mà chẳng thấy ai đi ra chỗ đứa con gái ngồi nấu cháo hồi nãy hết tên đó dòm một hồi rồi vạch tre chúng vô vườn đi riết lại bưng trả cháo mà đi ra trả cháo lớn nên nặng mà mới cạn nên nó còn nóng xong mà tên đó vác lên vai đi sông sẫm không biết nặng không biết nóng mà cũng không sợ họ thấy nó vừa đi được năm bảy bước bỗng nghe trong nhà hiếp có người hỏi ai vác cái gì ngoài đi nó đi riết không thèm trả lời trong nhà bếp có hai ba người chạy ra tới chỗ nấu cháo heo thấy mất một trả cháo bèn la ôm xòm rằng ăn trộm vô bưng trả cháo heo mà chạy đi nè bơ người ta rượt thấy bắt nó đó nó chạy kia kia nó đương vạch hàng xe mà chung ra kia bơ người ta tên đó cứ vác trảo cha trảo cháu trúng qua hàng, ra, hàng tre rồi băng ngang ruộng mà đi như thường họ la mặt họ nó không có đứng lại mà cũng không thèm chạy sắp tay gia dịch của bá hộ cao rượt theo áp vô đứa nắm đầu đứa ôm lưng mà bắt tình đó tay trái vịnh trả cháo trên vai tay mặt gạt sắp da dịch te lăn cù không đứa nào sắp vô mình nó được sắp da dịch la hét ôm sòm khách ở trong nhà kẻ sách cây người cầm heo chảy túa ra tiếp ứng có một người thấy sắp da dịch nhút nhát không dám vô bắt tên đó mới sách một khúc tre bước tới nhắm đầu tên đó mà đập tên đó đưa tay ra đỡ khúc tre gãy làm hai đoạn một người khác nhảy tới đập nữa tên đó trớ khỏi xong trật tay trả cháo rớt trả bể nát còn cháo thì đổ đầy đất tên đó đứng ngó mấy người rượt bắt mình mà hỏi tỉnh táo rằng làm giống gì dữ vậy đổ cháo hết uổng không mấy người ấy thấy không thấy nó làm dữ nữa mới xong vô bắt nắm đầu rồi áp nhau kẻ thôi người đạp tên đó lặng thinh chịu đòn không có chống cự nữa họ thấy vậy lại càng đánh nhiều hơn nữa tên đó nổi giận tung một cái mấy người nắm đầu nó đều ngã lăn rồi nó đứng tỉnh như thường mắt ngó chừng cháo đổ dường như là nó tiếc lắm vậy họ áp vô bắt nó nữa nó để cho họ bắt trói kẻ dắt về bỏ ngồi trước sân ông bá hộ Lý trưởng Tùng vua vợ nhà giàu Một là muốn làm cho vừa ý chủ nhà Hai là muốn thị oai với dân chúng Nên thấy tên đó bị trói ké Loài ức ngồi ngoài sân Bèn chạy ra thôi đạp Và nói rằng Mày là cái thằng gì mà ngang bướng dữ vậy hứ Nhà ông bá hộ khách khứa đông đầy Mày dám vô mà mượn lúa Người ta đuổi mày đi Rồi sao mày lại dám dịch cháo heo của người ta mà chạy Người ta bắt rượt mày Mày lại đánh đến đứa gãy răng Đứa sưng mặt Đấy rồi mày coi tao Lý trưởng Tùng nói rồi lại đánh nữa Tên đó bị trói không thế gạt được Nên ngồi chân trân mà chịu đánh như tử Không khóc không than không nói chi hết Có một ông già thấy tên đó bị đánh nhiều quá Mà không nhúc nhích Thì bước ra can lý trưởng rằng Thôi bộ cái thằng đó nó điên Đánh nó làm chi Nó có tội thì giải đến huyện cho quan trị nó Ông lý trưởng Tùng trợn mắt đáp rằng Ông nói nó điên Nó dữ lắm chứ dễ điên đâu Mấy đứa nào mà bị nó đánh hồi nãy Nặng nhẹ thế nào ra ra đây cho tao coi vết à, tích tao đặng tao làm phúc ẩm mà giải nó Có bà đứa già dịch bước ra Một đứa bị té gãy hết một cái răng cửa Máu còn chảy rồng rồng Một đứa xể mặt một đường bằng ngón tay Còn một đứa thì u trên trán một cục cái bằng ngón chân cái Lý trưởng coi rồi, bèn dạy đóng trọc giữa sân mà trói tên đó, rồi trở vô nhà, ăn thịt uống rượu. Ở trong nhà chủ khách vui sai cười hỉ hả. Ở ngoài sân, một người nghèo khổ bị đánh riêng mình, lại mà bị nhịn đói bụng xếp ve tình cảnh này người có nhất điểm nhân từ ai trông thấy cũng lụy ứa châu mài mà cả đám ở trong nhà chẳng có ai để ý chút lòng thương xót nghèo khổ không cơm mà nuôi gia quyến họ giàu có dư giả ăn không hết đến mượn một vài giả lúa về mà cứu cấp mẹ già cháu nhỏ đói nằm thở hoi hóp họ không cho mượn lấy con số đuổi cùng thế bưng cháo heo ăn đem về cho mẹ với cháu ăn đỡ họ không nghĩ lại bắt mà đánh con nhà nghèo ai gặp cảnh như vậy chắc có cũng phải oán hận nhà giàu thảm thương cho lê văn đó vì cái tánh dốt nát thiệt thà nên thân khổ nhục đến nước này mà cũng chưa biết buồn chưa biết oán Lý trưởng Tùng để dần già mấy bữa, đánh chửi tên đó đã thèm, rồi mới chịu giải lên huyện quan tri huyện hành phạt một lớp nữa rồi mới giải lên tỉnh hoàng án sát tra hỏi sơ xịa rồi lên án định đánh đòn tên đó một trăm trượng và đồ năm năm về tội cướp của người ta và đánh tài chủ có vết tích thảm thai, ức thai, cả một nhà nhịn đói. Mình lén bưng đồ của họ cho heo ăn đem về ăn đỡ dạ. Mà quan bắt tội đánh đòn, lái rồi con bị đày Thân mình nghèo khổ, họ đánh mình thì họ không có tội. Còn mình mà đánh lại họ thì mình phải ở tù. Cuộc đời trông thấy bắt nát ruột ứa gan, thân phận nghèo, nghĩ thiệt là chí khổ. Hoàng dại lính đóng một căng tay chân Lê Văn đó nằm sắp vào giữa sân, đánh đòn đủ một trăm roi, nát thịt văng máu, chừng mở trói ra thì Lê Văn đó bò mà đi, chớ đứng không nổi. Hoàng chờ hơn một tháng, mấy dấu roi lành rồi mới đài Lê Văn đó lên tỉnh gia định lê văn đó ở tù tại gia định ban ngày đi làm việc nặng nề cực khổ lại còn bị lính đánh xối trên đầu ban đêm ngủ thất thường mà sức lực cũng còn mạnh mẽ như xưa chẳng hề giảm sút chút nào hết bữa nọ quan sai lính dắt tù lên rừng đốn cây kéo về mà cất kho cất lẫm. có nhiều khúc gỗ lớn năm sáu tên tù khiêng một đầu không nổi mà một mình lê văn đó vác đi như chơi một lần khác quan bắt tù ra cửa cần giờ đánh cá trở về à, sẽ khô để dành cho quân lính dùng ghe ra khơi rồi rủi gặp giống to sóng lớn nhận ghe chìm Tù với lính đi một ghe đều bị chết trôi hết thải duy có một mình lê văn đó lội lặng lần vô tới mé được mà khỏi chết rồi cũng không thèm thừa dịp ấy mà trốn lại trở về gia định báo tin cho quan tỉnh hay bởi Lê Văn Đó có sức mạnh như vậy nên chẳng những là mấy trăm tù trong khám mà đều sợ mà thôi mà thậm chí mấy chú lính coi khám cũng đều kiên nể nữa tuy vậy mà Lê Văn Đó chẳng hề thừa sức mạnh mà húng hiếp tù hoặc khinh khi lính dầu đi làm hay ở trong khám nó cũng giữ một mực không khi nào thấy nó buồn hay là vui dầu làm việc nặng hay là việc nhẹ cũng chẳng hề nghe nó than phiền chi hết lê văn đó ở trong nhà thấy cảnh nghèo nàn thê thảm bước chân ra đi kiếm ăn lại gặp chúng hân hủi hiếp đáp bởi vậy mà vào chốn lao tù nó không vui được nghĩ chẳng lạ gì có một điều này là chắc ai cũng nghe lấy làm kỳ là nó không vui mà nó cũng không buồn tại không khi nào nghe nó nhắc tới việc nhà của nó tên đó ở tù gần 3 năm một bữa kia có tên trần văn thiệt là người đồng hương của nó mắc tội chi không biết mà quan đầy nó lên gia định và tên thiệt cũng là con nhà nghèo như tên đó lúc còn nhỏ hai đứa đều ở chăn trâu cho người ta thường chơi bời với nhau nên quen biết nhau lắm khi tên thiệt bước vào khám tên đó ngó thấy nó mà không mừng không hỏi chi hết tên thiệt thấy ý tứ như vậy thì lấy làm kỳ tưởng nó quên mình nên cũng làm lơ không thèm hỏi đến tối trong khám ngủ hết duy có một mình tên đó còn ngồi gãi đầu tên thiệt bước lại đứng ngay trước mặt mà hỏi rằng anh phải tình đó ở vòng tre không tình đó ngó sững một hồi coi bộ như suy nghĩ lắm vậy rồi mới đáp rằng phải Còn anh phải là anh thiệt không Tên thiệt cười mà nói rằng Vậy chứ ai nữa Mới mấy năm nay mà anh quên tôi rồi hay sao tình đó sổ đầu tóc Hai tay sỏ vô tóc Mà gái một hồi Rồi để đầu chôm bơm à, Ngồi khoanh tay lặng thinh Không ngó tên thiệt Mà cũng không nói chi nữa hết Tên thiệt thấy vậy, bèn ngồi xề giữa bên mà hỏi rằng anh ở tù mấy năm nay mà cực hay là sướng vậy anh tên đó trao mài lặng thinh một hồi nữa rồi nói rằng cũng vậy chứ cực sướng giống gì tên thiệt thấy bộ tên đó lôi thôi quá thì tức cười muốn đi về chỗ mình mà ngủ thình lình tên đó hỏi rằng sao mà anh ở tù tên thiệt trợn mắt đáp rằng thì tôi cũng như anh vậy chứ có khác gì đâu họ ý họ giàu họ hiếp mình quá anh nhớ không cái năm đó là thất mùa anh không có cơm mà ăn anh lén bưng trả cháo heo của ông bá hộ đem về cho bác với mấy đứa cháu ăn họ bắt họ đánh anh rồi giải đến quan bỏ tù anh đó nhà tôi cũng đói quá nên tôi dắt ông già tôi lên vũng gù mà kiếm ăn tôi đi được ít tháng kế ông già tôi bị bệnh mà bỏ mình tôi trở về vòng tre xin ở đợ với ông ba lãnh Mấy năm nay tôi ở với ổng mà thiệt tình cực khổ quá. Ổng làm ruộng lớn mà có một mình tôi ở nên làm tối ngày không có hở tay mà lại còn bị vợ chồng ổng đánh chửi nữa. Hôm tháng trước lúa cấy xong rồi cái gặp trời mưa dầm về luôn sáu bảy bữa ông lãnh sợ nước trên vòng đổ xuống tràn ngập bờ lúa ông bắt tôi là ngày đêm phải ở luôn ngoài ruộng mà giữ bờ có một đêm trời mưa lớn quá nước ở trên vòng chảy xuống ào ào rồi bể bờ hai ba khúc mà tràn vô ruộng phần thì trời tối đen như mực phần thì tôi có một mình lo đập khúc này nước tràn vô khúc kia tôi làm sao mà nổi nên nó nước tràn vô ruộng lai láng ngập lúa hết sang ngày ông lãnh ra thăm ruộng thấy nước bể bờ ngập lúa ổng chửi nát ông nát cha tôi rồi ổng vác cây rượt đập tôi tôi sợ tôi chạy ổng cứ rượt theo bị bờ trơn ổng trợt chân rủi nhầm gốc cây cấn hông ổng nên ổng chết vợ con ổng la làng la xóm trói tôi giết ổng nên làng họ bắt mà giải tôi đến huyện Việc thiệt tôi khai thiệt mà quan không chịu nghe Nên đại tôi lên đây Thiệt thân mình nghèo khổ quá anh ha Tên đó nghe tên thiệt thuật chuyện một hồi Nó không tỏ dấu thương xót tên thiệt Mà cũng không có trách quan xử oan ức Nó ngồi trao mài lặng thinh Bộ như suy nghĩ chuyện gì đó vậy Cách một hồi lâu nó mới nói rằng không biết năm nay má tôi có đau hay không còn chị tôi làm giống gì mà nuôi sách nhỏ tên thiệt đáp rằng bác chết anh không hay hay sao cơ khổ dữ không quan họ bắt anh có vài bữa gì đó thì bác mất còn chị dâu với sắp cháu của anh thì khi tôi ở trên dũng ngù tôi trở về tôi nghe nói sắp nhỏ đói quá nên chết hết ba bốn đứa còn mấy đứa kia chị dâu anh dắt đi đâu tôi không có biết không có ở dòng tre nữa tên đó nghe mấy lời ấy thì nó dùng mình trợn mắt dường như ai đem bức tranh gia đình buồn thảm ngày xưa mà treo trước mặt nên nó vụt đứng dậy khuỳnh hai cánh tay rồi nói lớn rằng má tôi chết má tôi chết liền hồi đó mấy đứa cháu tôi đói quá nên cũng chết trời ơi nó nói có bao nhiêu đó rồi té ngửa nằm dài dưới đất hai chân rung bay bảy tên thiệt thấy vậy thất kinh lên la lên tội nhân đương ngủ nghe la giật mình thức dậy áp lại khiêng tên đó đem để nằm trên sập đêm ấy tên đó nằm cứ đập tay đập chân lắc đầu một lát nghe nó thở dài một cái rồi chắc lưỡi kêu trời sáng bữa sau mình mẩy nó nóng hầm nên không đi làm được tờ lề văn đó nóng vùi luôn cho tới nửa tháng mỗi bữa tội nhân đi làm hết còn có một mình nó nằm trong khám mà thôi lúc nào nó bớt nóng thì nó suy nghĩ nhớ tới chuyện nhà hồi trước trong buồn mẹ già đau không thuốc uống cứ nằm mà trên võng mà rên hoài ngoài trước sắp cháo đói không cơm ăn nên quẩn bên chân mà khóc mình đi làm công họ không mướn mình đi vai lúa họ không cho lén bưng cháo của họ để cho heo ăn đem về cho mẹ với cháu ăn đỡ họ bắt mà đánh khảo rồi giải lại đến cho quan bỏ tù mình có tội gì mà bỏ tù họ giàu lúa gạo ăn không hết đến nỗi lấy mà cho heo ăn mình nghèo không có cơm ăn lấy về ăn đỡ cho khỏi chích đói làm như vậy có tội hay sao té ra cái mạng thằng đó này với cả nhà của nó đều không bằng cái mạng mấy con heo của ông bá hổ cao hay sao nhà giàu họ có của rồi họ bỉ bạc nhà nghèo quá quan lớn họ ý quyền rồi họ đè bẹp dân ngu quá chương hai tên đó thổi nai khờ dại đến nỗi gặp khốn đốn không biết buồn bị oan ức không biết giận nay nhờ có tên thiệt thuật chuyện oan tức động trí khôn của nó nên nó ngồi suy nghĩ rồi lại nhớ tên thiệt ca nhắc chuyện nhà của nó làm cho nó đau lòng bởi đau lòng nên mới té ngửa kêu trời lại động trí nên mới biết buồn biết oán thở này trí não nó u ám nên nó không biết suy nghĩ chi hết nay trí nó tuy đã được mở được rồi xong mà còn yếu ớt lắm nên mới chiêm nghiệm được một việc ra đời được một chút thì đã mê mệt nằm thêm thiết những người ngủ tù đi làm hết bên trong khám vắng teo tên đó nằm một hồi rồi nghe có tiếng người ta chạy qua chạy lại rần rật trên đầu một lát nữa lại nghe có tiếng người ta nói lào xào phía dưới chân tình đó mở mắt ra thì thấy có chín mười người đứng ở bao chung quanh mình già có trẻ có có sồn sồn cũng có người nắm tay người nắm chân người đỡ đầu biểu ngồi dậy mà người nào cũng mặt mày xanh lét hình dạng ống teo không xem thấy phát sợ tên đó tuy mê mệt xong bị người ta trì kéo nên là phải ráng sức ngồi dậy nó thấy mấy người ấy đều lạ hết thảy chứ không phải là bọn tù ở trong khám nó bèn hỏi mấy người ở đâu vô đây làm chi vậy tôi mệt mỏi để tôi nằm nghỉ bắt tôi ngồi dậy làm chi vậy mấy người ấy ngó nó mà cười ngất có một ông già chừng bảy tám mươi tuổi tóc râu bạc trắng bước lại vỗ vai mà nói rằng chúng ta cũng ở trong cái khám này cháu không biết hay sao anh em chúng ta đây ai cũng bị ở tù oan ức như cháu vậy hết thảy người ở trên dương thế này họ sâu lắm nhất là mấy nhà giàu với mấy nhà quan họ ý tiền ý thế mà hủng hiếp kẻ nghèo hèn không có kẻ siết khi chúng ta còn sống mà chúng ta thầm tiếc không ra khỏi nhà ngục được mà trả thù trả oan cho hết uất ức trong lòng này chúng ta chết rồi hồn mà chúng ta phản phất tuy thông thả muốn đi đâu cũng được ai làm việc gì cũng thấy hết thảy nhưng mà thấy thì càng tức càng giận chứ cũng không báo thù báo oan được nghĩ thiệt tức không biết chừng nào cháu muốn thấy thằng bá hộ cao á là đứa giàu độc ác vì một cái trả cháu heo mà nó bắt cháu rồi giết luôn năm sáu mạng trong nhà cháu hay không như cháu muốn đi thì chúng ta dắt cho đi mà coi lề văn đó nghe nói tới bá hộ cao thì nổi giận muốn biết coi bây giờ nó giàu hay sang nữa hay sao nên xin mấy hồn ma dắt mình đi trong một giây phút bỗng thấy nhà bá hộ cao rõ ràng trong hai ba tòa nhà kinh dinh ngoài một vuông tre kính mít bá hộ cao đương ngồi tại ván giữa bồng cháo nội giỡn con dâu ngồi ăn uống ở trong buồng gia dịch thì làm lăn xăng đứa cuốc đất ngoài vườn đứa nấu cơm dưới bếp đứa xây lúa đứa giả gạo Lê Văn đó thấy tới chỗ mình bưng trả cháo heo mà đi Lại cũng thấy chỗ họ đóng cọc trói mình mà đánh nữa Nó thấy rõ ràng Thì càng tuổi giận Nên xin mấy hồng ma dắt dùm ra khỏi chỗ ấy cho bao Mấy hồng ma dắt nó đi về Mà trước khi trở về khám lại dắt nó ghé chỗ nhà nó ở hồi trước cho nó coi Cái tròi của nó ở bây giờ sập ngã Nằm sát đất chằn hiu rắn mối chung vô chung ra rụt rịch chứ không thấy dạng người ta. Cách chỗ đó chừng một công đất có một cái mã đất lúp vấp, cỏ mọc bích núm hết. Mấy hồn ma chỉ mà nói với đó là mã của mẹ nó, lê bằng đó thấy quê nhà, thấy mã mẹ thì khóc vui. Mấy hồn ma dắt trở về khám rồi người nhà, người già hơn hết mới nói rằng: "Cháu thấy hay chưa? Ké vào" Họ là hại cháu Là đứa nghèo hèn đến nỗi tan nhà nát cửa Làm mà cho mẹ với cháu đói khát mà chết hết Vậy mà họ cũng còn sung sướng quan đã không phạt họ Mà trời cũng không hại họ Thế thì hai cái chữ công bình là chữ người ta bày đặt Mà gạt bọn nghèo hèn như chúng ta đây Chứ không có nghĩa lý gì chị hết Cháu coi lấy đó mà coi Chúng lấy oán loài người có đáng hay không hả lê văn đó ngồi lặng thinh trao mài trợn mắt coi bộ giận lắm cách một hồi lâu nó mới hỏi mấy hùng ma rằng tôi bị quan ức nên tôi giận thì phải chứ mấy người có quan ức cái gì gì đâu mà mấy người giận ông già hơn hết cười rồi nói rằng sao cháu biết anh em chúng ta đây không có bị quan ức nếu không ăn ức thì chúng ta giận sao được Cháu nằm xuống để chúng ta thực chuyện của chúng ta cho cháu nghe Lê Văn Đó nghe lời nằm xuống liền Mấy hùng ma ngồi vây xung quanh Rồi ông già hơn hết khởi đầu thực chuyện của ông như vậy Tôi tên là Quỳnh Văn Hiền Già đã 75 tuổi trên đầu Mà không có vợ con chi hết năm trước tôi câu được ít con cá lóc bèn đem xuống chợ vũng gầu đổi lấy gạo về ăn vừa xuống tới chợ tôi gặp hai tên lính áp bắt tôi biểu phải chèo ghe cho con quan tri phủ tân an đi chơi tôi nói tôi mắc bắn cá nếu bắt tôi chèo ghe thì cá tôi chết hết rồi bán không có được họ không nghe cứ bắt tôi đem xuống ghe còn quan Tri Phủ mới có 18, 19 tuổi Mà vì quan Tri Phủ cưng cậu Nên cậu hỗn hào ngang tàn lắm Cậu giải lính ở nhà Để một mình tôi bơi xuồng cho cậu chơi Tôi bơi chậm, cậu chửi tân bừng Mà tôi bơi mau, xuồng lắc Cậu lại còn chửi hơn nữa bơi được vài khúc sông gặp một cây bần lớn trái chín treo lòng thòng cậu biểu tôi ghé xuồng cho cậu hai cậu vói tay hai bần xuồng lắc cậu té nhào xuống sông tôi nhảy theo vớt cậu rủi cái vịnh ấy sâu mà nhảy mạnh quá nên cậu chìm rồi trôi mất tôi mò không đặng tôi về phủ mà bao quan tri phủ bắt tôi nói tôi xô con ngài xuống sông nên làm án đại tôi chung thân tôi vô khám này được hai năm rồi thọ bệnh nó mà chết tôi là người vô tội mà phải chết ở trong ngục như vậy không ức hiếp hay sao hùng ma thứ nhì cất tiếng nói rằng chuyện của ông tuy ức xong quan tri phủ vì con chết nóng lòng nên bỏ tù ông nghĩ cũng có cái lý nghiệm chuyện của tôi đây mới là oan ức lung lắm chứ tôi là lê văn tố gốc ở trường bình vợ chồng nghèo nên phải mướn ruộng của tên trương công xanh mà làm trương công xanh giàu lớn mà nó khắc bạc lắm năm nọ trời hạn lúa của tôi cấy bị nắng khô hết nên tới mùa không gặt mà đông lúa ruộng cho chủ được Trường công xanh bắt vợ chồng tôi phải đem con để ở đỡ cho nó trừ vợ chồng tôi có một đứa con gái mới 17 tuổi vợ tôi thương nó lắm ngặt vì mình nghèo nợ trả không nổi nên cực chẳng đã phải cắt ruột đem con cho ở đỡ mà trừ con tôi khờ dại ở với trương công xanh nó rúng ép làm sao không biết mà chừng một năm tôi nghe con tôi có ngán, tôi nghe tin ấy thì đau lòng xót dạ hết sức tới năn nỉ với nó mà xin đem con tôi về nó không cho tôi xin cho tôi thấy mặt con tôi một chút nó cũng không chịu tôi tức giận nên hâm đến làng mà kiện nó Tôi lại nó sai người đem một gói đồ giấu ở sau hè tôi rồi đi báo với làng nói tôi ăn trộm đồ của nó làng bắt tôi giải đến quan tôi kêu oan hết sức mà vì nó nhiều tiền đến đâu nó cũng trám miệng họ hết thảy nên quan không chịu nghe lời tôi khai cứ làm án đài tôi vợ tôi phần thì rầu nổi con ô danh sủ tiết phần thì thương nổi chồng cực khổ lao tù nên ở nhà nhúng bệnh mà chết Tôi ở trong khám này, tôi hay vợ tôi chết thì tôi thương tiếc buồn rầu chịu không nổi. Nên tôi phải thắt họng mà chết theo vợ cho yên thân. Chuyện của tôi như vậy đó, bà con xét thử coi có đáng giận hay không chứ. hồn ma thứ ba nghe vừa dứt lời thì thở dài một cái, rồi đứng dậy trợn mắt múa tay mà nói rằng Chủ điện của các anh á, ác nghiệt thiệt á. Nhưng mà đầu dây mối nhở cũng tại con gái của anh một chút Nếu nó biết giữ trinh tiết Trương Công Xanh làm ngang Nó la làng la sớm lên Đừng chịu ở trong nhà nó nữa Thì vợ chồng anh khỏi thác quan Chuyện của tôi cũng giống như chuyện của anh vậy Xong mà con gái tôi chặt dạ Nó không thuận tùng Mà tôi cũng bị chủ điền nó hại được Nghĩ mới thiệt là ức chứ tôi đây là nguyễn văn đạo ở dưới bánh lức vợ chồng tôi mướn ruộng của chánh tổng hà làm tôi có đứa con gái 20 tuổi tôi đã hứa gả nó cho thằng mỹ là con của người bạn thiết tôi ở làng gần đó chánh tổng hà có một thằng con trai tên là cậu ba ngọc đã có vợ có con rồi mà hãy nó thấy trong làng trong xóm có con ai xinh đẹp thì nó theo ve vãn lập mưu này kế nọ làm sao cũng phá danh tiếc người ta cho được nó mới nghe một bữa nọ cậu ba ngọc đi chơi gặp con gái tôi đi cấy về cậu thấy nó cậu muốn nên nó theo chè ghẹo chọc rồi cậy mai mối tới nói vô nói ra mà dụ dỗ nó nó chặt lòng không thèm nghe hơi đờn giậm quyển cậu cũng thế cùng mới nói với tôi để cậu cưới về làm tiểu thiếp tôi nói còn tôi đã hứa gả cho người ta rồi nên nó không thể gả cho cậu được và xin cậu đừng có theo ghẹo chọc gái có chồng mà làm cho người ta mang tiếng cậu giận tôi về nhà suối chánh tổng lấy ruộng lại không cho tôi mướn nữa tôi đi mướn ruộng khác mà làm té ra đi đến đâu cũng bị cậu ta chặn đầu nên không mướn ruộng ai được hết tôi tức quá nên khi gả con tôi cho thằng Mỹ rồi á thì tôi dở nhà về bên làng của rể tôi ở đặng kiếm phương khác làm ăn cậu ba Ngọc nghe tôi cho thằng Mỹ cưới con tôi thì cậu càng oán tôi hơn nữa cậu quyết kiếm chuyện mà hại cha con tôi một bữa nọ thằng rể tôi đi sớm về nó đi ngang qua bờ ruộng của cậu ba Ngọc vì thằng rể tôi nó biết nghề võ khá lắm cậu nghe danh cậu sợ nên không dám đánh nó cậu suối đứa nhỏ coi trâu của cậu theo chửi nói sao dám đi trên bờ của nó thằng rể tôi lấy lời êm ái mà nói với nó rằng đi một chút không có hao mòn bờ là bao nhiêu thằng nhỏ không thèm the nghe cứ theo chửi hoài rể tôi giận trở lại đánh nó một bốc tay nhẹ nhẹ cậu ba ngọc nhân dịp ấy chạy ra suối thằng nhỏ nhào trong nhà tôi mà la làng À, rể tôi đi trước thằng nhỏ theo sau mà la vô tới sân thằng nhỏ dấp hàng rào té nhầm lưỡi cuốc ở đức họng mà chết xóm riềng ai cũng thấy rõ như vậy hết thảy mà cậu quan ngọc đi cáo với quan nói tôi với rể tôi giết thằng nhỏ cậu lo lót sau đó không biết mà quan không đòi hỏi chứng cớ chi hết cứ bắt cha con tôi mà bỏ tù anh em xét coi có oan ức hay không tôi buồn rầu nên ở tù mới mấy tháng kế tôi nhóm bệnh mà chết còn rể tôi bây giờ còn ở trong khám này không biết chừng nào quan mới tha nó hồn ma nguyễn văn đạo thuật chuyện mới tới đó cái tù kéo nhau về khám bước vô rần rần mấy hồn ma biến đi mất lê văn đó mở mắt thấy tinh thiệt đứng giữa bên nó và rờ đầu nó mà hỏi có bớt nóng hay không Lê Văn Đó mồ hôi đổ ướt dầm, ngực hơi nhảy thình thịch, xong đầu nhẹ nhàng, không mê mệt như mấy bữa trước nữa. Đêm ấy, nó nằm mà suy xét việc đời, nhớ chuyện của mình thì căm giận bá hổ cao, người giàu có mà sao không biết thương kẻ nghèo nàng, thấy người ta đối khác đã không chịu giúp giùm rồi vì một trả cháu heo mà đành hại luôn cả một nhà nó ngẫm nghĩ lần lần nhớ tới việc của tên thiệt rồi nhớ luôn tới mấy chuyện hồn ma thuật với nó đó ban đầu nó giận một mình bá hộ cao là người hại nó mà thôi chừng nó chiêm nghiệm tới mấy việc kia nó nghĩ những cái người giàu có sang trọng đều ý bạc ý tiền ý quyền tước mà làm hại bọn nghèo hèn bởi vậy nó dẫn nhà giàu sang hết thảy nó trao mài trận mắt vùng đứng dậy đấm ngực thùi thủi mà nói lớn rằng tức thiệt tức lắm á tội gì mà bị ai tên thiệt nằm ngủ gần đó nghe tên đó nói lớn tiếng giật mình mở mắt dòm thấy tên đó đứng trân trân cặp mắt lõa châu quảo hai lỗ mũi thở hơi ra khì khì không hiểu chuyện gì sợ tên đó mê sản nên là lật đật chạy ra nắm lấy tay biểu nằm xuống mà nghĩ, tên đó ngó tên thiệt rồi ríu ríu nằm xuống mà coi bộ hung ác lắm dường như là đương gây gỗ với ai vậy chẳng mấy ngày sau tên đó hết đau rồi mỗi bữa đi làm với bọn tù như cũ nếu ai có ý coi chừng nó thì có lẽ thấy nó từ ấy ý tứ khác hơn xưa đi đứng chần chờ mặt mày hầm hừ không muốn nói chuyện với ai mà cũng không thèm ngó ai hết ban ngày đi làm công việc thì nó lững đững lờ đờ bộ như riêng tính việc chi vậy còn ban đêm về khám thì nó nằm thêm thiếp mà chừng người ta ngủ hết rồi nó lại thức dậy ngồi khoanh tay ngó sững vô trong vách trót một hai canh rồi mới chịu ngủ những đội với lính nó coi tù chỉ biết hiếp đám đánh đập mà thôi chứ không có biết xem xét ý chí bởi vậy tên đó tính những cái việc gì chúng nó không hay không dè chút nào hết lê văn đó ở trong chốn lao tù trót mấy năm tánh thân cực khổ không xiết kể nhưng mà cực thì chịu chứ không có than khổ cũng ở chứ không có trốn từ ngày anh ta nhờ tên thiệt ca nhắc chuyện cũ của anh ta nhớ thuật việc nhà cho anh ta nghe rồi lại nhớ nhờ mấy hồn ma thác oan chỉ thói đời ác nghiệt cho anh ta biết thì trí khôn của anh ta lần lần mới mở mang ra anh ta mới biết suy nghĩ việc đời anh ta mới biết than thân trách phận anh ta mới biết là hoán hận kẻ giàu sang cách chẳng bao lâu có lệnh quan dạy chú lính tên là phạm kỳ dắt mười tên tội nhân lên rừng đốn củi và đi đốn củi thì người ta thường lựa tội nhân trai tráng mạnh dạn mà dắt đi lại mỗi lần đi đi thì lính với tội nhân đi lên trên rừng tới năm mười bữa hoặc nửa tháng chừng nào đốn được nhiều rồi quan mới cắt thêm một tốt nữa lên nó phụ gánh về lê văn đó sức lực rất mạnh mẽ ai cũng đều biết hết bởi vậy phạm kỳ mới cắt phần đốn củi với chính tên tội nhân khác lên tới rừng rồi phạm kỳ biểu tội nhân đốn cây làm gác đặng ban đêm ngủ với nhau cho khỏi bị cọp beo làm hại Lê Văn Đó đã để ý muốn trốn, nhưng vì chưa gặp dịp nào thoát thân được, nên mới còn ở tù đây, nay lên tới rừng, anh ta nghĩ rừng rú rậm rạp. Còn lính thì có một người thôi, thiếu thừa dịp này mà trốn thì chắc thế nào họ kiếm được, không thể nào kiếm được. Tới mới tối bữa ban đầu thì Lê Văn Đó đã thao thức tính trốn hoài, nên ngủ không được. Đến khuya, anh ta rình coi lính với tù đều ngủ hết Anh ta mới lén lấy một cái rửa Dắt vào lưng Rồi leo xuống gác mà đi Phần thì trời tối đen Nhưng mà phần thì cây cối Giao nhành bích chịch Phần thì anh ta không quen thuộc đường rừng Bởi vậy anh ta cứ đi lẫn quẩn Trong rừng hoài Đi đến sáng cũng chưa ra ngoài trảng được Sáng ngày Phạm Kỳ thức dậy Thấy mất lê văn đó Bèn dắt tội nhân theo dấu mà kiếm vả ở đất ở trong rừng thì ước lê văn đó đi tới đâu đều có dấu chân tới đó đã vậy mà hãy anh ta gặp nhánh cản bích đường thì chặt cho trống mà đi nên còn để dấu cho người ta dễ theo mà kiếm nữa phạm kỳ theo dấu hoài đến chừng nửa buổi sớm mai gặp lê văn đó đương ngồi giữa gốc cây mà nghỉ mới dắt tội nhân áp lại bắt lê văn đó liệu không thể thoát thân được nên chịu phép và để cho lê cho phạm kỳ trói mà dắt về trại Phạm Kỳ sợ tên đó trốn nữa Nên ban ngày thì để cho đốn củi Còn ban đêm thì bắt trói lại Không để cho thông thả nữa Chừng đốn củi xong Và gánh về hết rồi Phạm Kỳ dắt tội nhân về tỉnh Mới bẩm cho quan hay Cái sự tên đó lên rừng Thừa lúc canh khuya bỏ trại mà trốn hoàng chồng án Lê Văn đó thì mà 5 năm nữa cộng là 10 năm lại dẫn lính coi khám mà phải canh chừng nghiêm ngặt nhất là đừng cắt tình đó đi lên rừng nữa vì muốn cứu gia quyến khỏi chết đói đi lấy cháu của họ để cho heo ăn đem về cho mẹ với cháu ăn đỡ mà phải bị đài 5 năm vì quan ức chứ không chịu được nên mới trốn mà đi lại còn phải bị đài thêm 5 năm nữa thân phận kẻ nghèo hèn khổ cực như vậy ai mà có thấy chăng lê văn đó tức giận quá nên chí quyết giàu thế nào cũng trốn nữa ngặt vì anh ta tính trốn mà lính cũng tính không để cho anh ta trốn nên canh giữ nghiêm ngặt luôn luôn ban ngày dầu anh ta làm việc gì cũng có người coi chừng ban đêm dầu anh ta ngủ họ cũng không mở gông mà lại còn xiềng chân nữa Lê Văn Đó không thể trốn được nên phải chịu phép ở tù cho tới 9 năm. Ngày nọ, quan Tổng Trấn dạy đắp một cái lộ từ tỉnh lên tới huyện Bình Dương. Các tội nhân trong khám đều phải đi đào đất đắp lộ. Một buổi chiều, lính đương dắt tội nhân trở về khám đi dọc đường gặp mau một đám giông mưa ầm ầm trời đã tối rồi mà lính với tội nhân bị mưa lạnh nên dắt nhau chạy lúp xúc cho mau tới khám lê văn đó thủng thẳng thụt ra phía sau chót chạy được một hồi bỗng thấy bên đường có một bụi râm bèn chung vào đó mà núp tính để cho họ chạy xa rồi mình sẽ xông ra tìm đường mà thoát thân chẳng dè anh ta chung vô buổi đó có một tên lính nó còn thụt lùi phía sau nữa anh ta không hay tên lính nó thấy anh ta muốn trốn bèn la lên mấy tên lính kia lật đật trở lại áp bắt lê văn đó thấy mưu mình đã bị lộ nữa thì tức giận quá không dằn lòng được nên nhảy ra đánh lính tưng bừng vì tên đó, đó mạnh quá nên ba bốn tên lính muốn bắt mà bắt không được may nhờ có ông đội võ nghệ cao cường ổng trở lại phụ lực với lính nên nó mới trói được tên đó mà dắt về khám Tên đó đã phạm tội trốn một lần rồi Nay còn trốn nữa Mà thêm tội đánh lính Nên quan nghị án Đài anh ta thêm 10 năm Cộng về trước nữa, Về sau là 20 năm Anh ta bị chồng án thì càng thêm quốc ức Lòng càng thêm phiền ha Tội gì mà còn một năm nữa thì mãn tù Mà bây giờ phải ở thêm 10 năm Luật gì mà lấy một trả cháo heo cho mẹ với cháu ăn cho đỡ đói mà phải chịu 20 năm khổ hình ác quá ức quá lệ văn đó càng nghĩ càng buồn càng muốn trốn nữa ngặt vì anh ta là đứa quê dốt thiệt thà vô mưu thấp trí nên muốn thì muốn lung mà làm thì làm không được ngày qua tháng lại thảm dập khổ dồn, Lê Văn đó nắng ná trong chốn lao tù. Tội nhân nhiều đứa mãn hạn đã về rồi, còn nhiều đứa khác đã vô mà thế, xong Lê Văn đó cũng còn ở trong khám gia định ngoài. Đến năm mẫu tý năm 1928, nhằm minh mạng cửu niên, Lê Văn đó bị đày đã đủ 20 năm. Quang mới kêu mà thả. Trước khi cho anh ta ra khỏi khám, Quang lại dặn về nhà phải lo làm ăn, không nên làm việc quấy nữa. Nếu anh ta còn tái phạm, thì Quang sẽ chiếu luật mà đài chung thân. Lời dặn phải lo làm ăn, nghe thiệt là kỳ. Từ nhỏ đến lớn lo làm ăn, chứ có tính cướp giật của ai đâu. Lời dặn đừng làm việc quấy nữa, nghe thiệt là lạ. Đã có làm việc gì quấy đâu mà dặn đừng làm nữa. Lê Văn Đó tuy biết như vậy xong bổn tánh thiệt thà nên không dám cãi, lẽ cứ cúi đầu vung chịu mà lui ra. Khi Lê Văn Đó vô khám thì mới có 20 tuổi, nay anh ta ra khỏi khám thì râu ria sồm xàm, lại vì buồn rầu cực khổ trước 20 năm nên tóc trên đầu đã điểm bạc. Tuy vậy mà nhờ bị đầy nên trí anh ta mở sáng thêm chút đỉnh lại dầu lao tâm khổ xác nhưng mà sức lực anh ta không giảm chút nào anh ta ra khỏi tỉnh rồi mới bẻ một khúc cây làm gậy đi và hỏi thăm đường tính lần về tân hòa đường xá không có nên đi cực khổ không biết chừng nào khi thì phải băng ngang rừng sợ nổi cọp hình dung hùm không dung khi thì phải lội qua sông lo nổi là cá mập gấp nước khi khát nước thì kiếm vũng hào uống cho đỡ khi đói bụng thì hái trái cây thế là làm cơm ban ngày mệt mỏi thì lựa chỗ cao ráo ngồi nghỉ chân ban đêm ngồi buồn ngủ thì leo lên cành cây mà nhắm mắt Lê Văn đó đi một mình trong rừng, nghĩ bây giờ mình được thông thả thì trong lòng hân hoan mà hãy nhớ tới việc nhà thì lại cháu mài ủ mà. Mẹ mình đã chết rồi, bây giờ mình về xứ sở làm chi? Tên thiệt nói sắp cháu mình còn sống được ít đứa, mà chị dâu mình đã xíu lạc đâu mất. Bây giờ mình biết đâu mà tìm, Lê Văn đó đi được hai ngày hai đêm Cứ ăn trái cây trong rừng mà thôi Chứ không có một hộp cơm Bởi vậy trong bụng đói quá chịu không có nổi Qua ngày thứ ba trời mưa dầm về Lê Văn đó mình mặc một cái áo vải xanh với một cái quần vắng Đầu không có nón Bị trời mưa nên áo quần đầu cổ ướt loi ngoi Đến trưa anh ta qua khỏi truông Rồi thấy trước mặt một cái bưng lớn anh ta không biết hướng nào, cứ nhắm ngay ngay trước mặt rồi lội xuống bưng mà đi nhàu tinh thể có gặp nhà rồi sẽ hỏi thăm đường anh ta đi tới chiều trời mưa rỉ rả chớ không có mưa lớn nữa xong bị áo quần ướt nhẹp lại gió thổi lai rai nên lạnh lẽo môi tái xanh hai hàm răng đánh bò cạp nghe lợp cọp anh ta đã lạnh mà bị đói bụng, muốn ngồi nghỉ chân ở giữa bưng không có chỗ nào cao ráo, nên nên phải ráng lội đi hoài. Tối chạm vạn, anh ta ra khỏi bưng rồi, lại thấy có một xóm đông, vườn tược thạnh mậu, nhà cửa sung túc, anh ta mừng thầm trong bụng, tính đi riết vô xóm ấy xin cơm mà ăn cho đỡ đói và kiếm chỗ ngủ đậu đợi sáng mai rồi sẽ đi nữa anh ta vừa vô xóm thì gặp một đứa nhỏ chừng 12 13 tuổi ở ngoài đồng đương lùa trâu về anh ta hỏi thăm thì mới hay chỗ này là huyện Trường Bình trong bụng anh ta lại càng mừng hơn nữa anh ta hỏi đứa nhỏ ấy vậy có chỗ nào xin ngủ đậu được hay không đứa nhỏ đưa tay chỉ mà nói rằng kìa chú đi thẳng đường này đi khỏi năm sáu cái nhà rồi thì có một cái quán chú vô đó mà nghỉ lề dần đó nghe nói thì gật đầu rồi lầm lũi đi riết Thiệt quả anh ta đi khỏi sáu cái nhà rồi thấy có một cái nhà lá cắt giữa bên đường dài đến năm căn trong nhà đét đốt đèn leo heo xong có chín mười người đứng ngồi ăn uống nói chuyện ôm sòm anh ta đứng ngoài đường mà dò một hồi có một người mập mạp cao lớn ở trong nhà bước ra cửa ngó thấy anh ta đứng trăng trân ngoài mưa bèn hỏi rằng sao đó sao không vô lại đứng mà rình giống gì vậy tên đó thủng thẳng bước vô cửa áo quần nước chảy lầm rồng tay mặt cầm cái gậy hèo chống xuống đất tay trái vuốt mặt cho ráo nước mưa rồi cống rớm mà nói rằng tôi là người ở phương xa đi lỡ đường vậy xin anh làm phước cho tôi nhờ một bữa cơm và cho tôi ngủ đậu một đêm rồi sáng mai tôi đi người mập mạp cao lớn ấy liếc mắt ngó tên đó từ trên đầu xuống dưới chân rồi bỏ đi vô nhà không thèm nói chi hết tên đó mệt mỏi đói lạnh tưởng người ấy vô nhà lấy cơm cho mình ăn nên ngồi bẹp xuống đất ở dưới mái hiên mà chờ đã ba bữa rồi anh ta không có một hộp cơm mà đút vô miệng nên ngồi thấy mấy người trong nhà ăn uống thì anh ta thèm vô cùng anh ta ngồi răng thì đánh bò cả mà mắt thì ngó lom lom cách một lát người mập mạp hồi nãy đó ở dưới bếp đi lên bưng một dĩa thịt để thêm cho mấy người ăn đó rồi họ ăn rồi bước ra cửa hai tay chống nạnh mà hỏi tên đó rằng chú muốn ăn cơm mà trong lưng chú có tiền hay không tên đó lật đật đứng dậy nói nhỏ nhẹ rằng tôi nghèo quá tiền không có đồng nào hết xin anh thương kẻ nghèo anh ta nói chưa dứt lời thì người ấy cười ngất mà đáp rằng Trời ơi, không có tiền mà vô đây làm chi? Dọn cơm cho chú ăn rồi, tiền đâu chú trả? Mấy người ngồi ăn ở trong nhà nghe trước khiên nói vậy, thì áp ngó ra rồi cười rộ. Có một người lại còn hỏi rằng, ai mà anh hùng dữ vậy? Không có tiền mà đòi ăn cơm đổi gì? Người mập mạp ấy liền dai vô nói rằng, bộ chi chú là Lưu Khánh hay sao mà tính ăn cơm rồi thế cặp cánh chứ gì? Người ấy dây lại hỏi tên đó rằng, phải không? Chú có cặp cánh đâu chú đưa cho tôi coi thử một chút coi. Tên đó tôi không hiểu họ nói Lưu Khánh đó là ai. Và cặp cánh đó là vật gì. Xong thấy bộ tịch thì biết người ta nhảo bán mình. Nên là mắc cỡ đứng ngục mặt không nói chi hết. Người ấy lại nói tiếp rằng. Không được. Chú đi chỗ khác mà kiếm ăn. Đây là quán. Chú biết không? Nếu không có tiền thì không ăn không ngủ được. Thôi chú đi đi. Đừng để tôi nói nhiều quá mất công người ấy nói rồi bỏ vô trong lề văn đó đứng ngó theo ứa nước mắt anh ta liệu thế người ta không thương dầu nói nữa cũng vô ích nên liếu ríu bước ra đường trời còn mưa rỉ rả làm cho ruột khéo gan sầu lề văn đó thấy đường ngay thì cứ noi theo đường đó mà bước tới nhà ở hai bên đường tuy còn đốt đèn xong phần nhiều đã sập cửa rồi người ở trong nói chuyện nghe rầm rì anh ta đi múc một cái đường đó rồi lại bắt qua đường khác đi một hồi bỗng thấy có một cái nhà ở sát mé đường cửa mở tắt hát đèn đốt sáng trưng có hai vợ chồng chủ nhà trạc chừng ba mươi lăm cho tới bốn mươi tuổi đường ngồi trên ván ăn cơm với một đứa con anh ta dồn một lát thầm nghĩ nhà này giàu có nếu mình xin ăn chắc họ không nở hẹp hòi như chủ quán hồi nãy bèn lần bước vô đứng ngoài sân ngay chỗ vợ chồng chủ nhà đứng ăn cơm đó mà nói rằng thưa cậu làm phước cho tôi ba hộp cơm dư ăn đỡ dạ và cho tôi ngủ đậu ở trước hiên này cho khỏi bị mưa lạnh lẽo rồi khuya tôi đi Người chủ nhà đương nói chuyện với vợ Thình lình nghe tiếng nói trước sân Thì giật mình ngó ra Thấy tên đó đứng sầm sầm Hình dạng dị kỳ Thì đổ quạo bèn nạt lớn rằng Ê đi ra nè Đồ gì ở đâu mà dị hổm lắm vậy Người ta đương ăn cơm Tới làm lộn là xộn hoài Đi ra mau Tên đó chấp tay thưa rằng Thưa cậu mợ Cậu mợ giàu có Tiết chi một chén cơm với kẻ nghèo hèn đói lạnh Bà chủ nhà hỏi rằng muốn ăn cơm ngủ đậu thì có quán ở đằng kia sao mà không tới đó lê văn đó đáp rằng thưa mợ tôi có lại đó rồi vì tôi không có tiền nên họ không có cho ăn mà cũng không có cho ở người chủ nhà châu mài nói rằng ủa quán mà họ không thèm chứa thay vậy sao không biết thân còn tới đây làm chi đi ra cho mau tên đó đứng dục giặc muốn lấy lời nhỏ nhẹ mà năn nỉ nữa nhưng người chủ nhà nổi giận buông đũa rồi lại sắp cây gài cửa muốn đập tên đó và nói rằng ta đã đuổi sao không ra đi còn đứng nó ráng nói cái gì bộ muốn dọa đường đặng ở khuya khoét vách đó người ta phải không tình lê văn đó sợ chủ nhà đánh nên lật đật thối lui bước ra ngoài đường mà trong lòng thì đau đớn phiền muộn vô cùng mình đói lạnh họ đã không thương mà lại còn nghi cho mình muốn khoét vách nhà nhân tình giường ấy nghĩ thiệt rất buồn mà người ta thấy bộ lê văn đó dị họm không thương nên người ta xô đuổi thì đã đành thậm chí ông trời xưa nay ai cũng nói ông công bình mà ông cũng không biết thương kẻ nghèo hèn đói lạnh nữa nên lê văn đó không có chỗ ngủ đậu Ông lại cứ lâm râm mưa hoài, rồi còn thè thêm thổi gió hiu hiu, áo ướt à, sát da, lạnh lẽo à, ruột teo môi tái. Lê Văn Đó à, thơ thẩn, không biết à, bây giờ phải đi đâu, bụng mà tuy đói mà không dám tính đi à, xin cơm ăn, mình à, tuy lạnh mà không dám à, tính xin ngủ đậu anh ta đi lần ra khỏi xóm không biết hướng nào là hướng về huyện tân hòa nên đứng dụ dự không dám mà bước tới nữa gió thổi lạnh rung lập cập anh ta mới tính trở vô xóm kiếm chỗ khô ráo mà đục mưa chờ đợi sáng mai rồi sẽ hỏi thăm đường đi anh ta trở vô đi được ít chục bước thì gặp một cái nhà lớn trong nhà còn đốt đèn ngoài sân kiển Phật ê hề mà vắng teo giữa bên đường có một cái cửa ngõ ván trên lợp lá dưới thềm cây nhờ lá che mưa nên thềm cây khô ráo tên đó ghé vô đó ngồi giữa lưng ngay cẳng mà nghỉ giọt mưa đổ ngoài đường lác đác ngọn gió đùa cây cối lào xào tên đó ngồi ngó mấy vũng nước mưa tuy lờ mờ xong thấy bọt nổi rồi tan tan rồi lại nổi anh ta vừa muốn cởi áo ra mà vắt cho ráo nước đặng bớt lạnh thình lình có hai con chó vàng lớn ở phía tay trái tuôn chạy lại sủa ôm sòm anh ta lật đật đứng dậy hai con chó càng làm dữ nhảy sốc tới cắn ống quần mà kéo tới lằn nhằn anh ta liệu ở đây bất tiện nếu phải chống cự với chó này thì không nghĩ được mà còn sợ e chủ nhà họ không nghĩ họ nói rình mình rình ăn trộm họ lấy bắt giải đến quan thì càng khổ cho thân mình nữa anh ta mới thối lui ra đường mà cặp chó còn rượt theo hoài tình đó nghĩ thân chí khổ đến nỗi chó mà nó cũng không thương nên không cho mình đục mưa còn trời thì trong lòng đó, tức tuổi vô cùng anh ta liều nhắm mắt mà đi ra ngoài đồng không kể đói bụng mỏi chân không kể gió mưa chi hết quyết xa lánh loài người hoặc mai có bớt buồn bớt giận hay chăng anh ta đi một hồi, nhớ tới cái việc oan ức của mình trót 20 năm nay, nhớ tới những việc húng hiếp của mấy hồn ma thuật với mình ở trong khám ngày trước. Nghĩ loài người ngoài miệng thì họ nói nhân, nghĩa, nghĩa nhân. Mà ở kỳ trung thì mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, sang hiếp hèn, khôn hiếp dại, chứ chẳng có chi khác. Vì mình nghèo vì mình hèn mà vì mình dạy nên mấy lâu nay mình mới bị người ta đầy đọa tấm thân vậy thì mình phải làm sao mà cho giàu được sang được được khôn tự nhiên hết ai húng hiếp mình được nữa mà muốn giàu muốn sang muốn khôn không phải dễ nay mình đã sẵn có sức mạnh vậy thì mình phải dùng sức mạnh mà chống cự với thiên hạ chứ dạy gì mà chịu thua để cho thiên hạ hiếp đáp hoài anh ta nghĩ tới đó thì trao mài sụn mặt mà, trợn mắt vinh râu coi bộ tức giận dữ lắm tức cái việc gì giận ai đó Tức mình cũng có tai, có mắt, có ruột, có gan như người Mà vì phận nghèo hèn nên mới bị người ta trà đạp Giận người giàu sao không thương kẻ nghèo hèn Giận người lớn sao không thương kẻ nhỏ Đã không giúp đỡ nhiều dắt Mà lại còn bỉ bạc khinh khi Xá chia một vài dạ lúa Mà để chết gần hết một nhà Xá chia mà một trả cháo heo Mà làm cho người không khổ đến 20 năm chẳng đời thiệt là hung bạo người thiệt là độc ác đời như vậy há không đáng giận hay sao người như vậy há không đáng thù hay sao Lê văn đó vác mặt ngó ngay phía trước hai bàn tay nắm chắc cứng và đứng giữa đồng nói lớn lên rằng bay không biết thương thân thằng đó này hả vậy thì thằng đó này ghét bay bay đừng có đòi trách nha để rồi bay coi anh ta nói mấy lời rồi cúi mặt đi tới Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe hết phần thứ nhất chuyện ngọn cỏ gió đùa của cố nhà văn Hồ Biểu Chánh. Xin mời quý vị đón nghe tiếp phần 2 chương 3. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.